Liên Hợp Quốc vào ngày 11 tháng 10 cảnh báo viện trợ vào Gaza đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng và không ai ở Gaza nhận được các gói thực phẩm trong tháng này do bị hạn chế tiếp cận nguồn cung cấp viện trợ. Ông Farhan Haq, phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, chương trình lương thực thế giới báo cáo rằng các tuyến đường cứu trợ quan trọng vào miền Bắc Gaza đã bị cắt đứt. Không có viện trợ lương thực nào vào được kể từ ngày 1 tháng 10. Các cửa khẩu chính vào miền Bắc Gaza đã bị đóng và sẽ không thể tiếp cận được nếu tình hình tiếp tục leo thang. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột tôn trọng nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế, trong đó có việc liên tục chăm lo, bảo vệ dân thường và các cơ sở dân sự. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết lệnh di rời đột ngột ở miền Bắc Gaza một lần nữa buộc hàng chục nghìn trẻ em dễ bị tổn thương phải ra đường, cảnh báo rằng trẻ em đang liên tục phải chịu đựng nỗi khổ đau, kinh hoàng và chết chóc chưa từng thấy. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết số lượng viện trợ nhân đạo vào Gaza đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng và buộc cơ quan này phải ngừng các hoạt động phân phối lương thực trong tháng này. Cơ quan này cho biết khoảng 1 triệu người ở Gaza đang cần viện trợ nhân đạo và việc các cửa khẩu bị đóng và các vấn đề an ninh đã hạn chế việc vận chuyển viện trợ nhân đạo tới khu vực này.